ưu tiên tốc độ, ưu tiên khẩu độ, chế độ M, chế độ P, chế độ auto, bán auto, người mới chơi chụp chế độ nào, người chuyên nghiệp chụp chế độ nào, chỉnh cái đó trên máy ảnh Fuji như thế nào, tại sao máy Fuji không có những cái dòng chế độ như vậy, tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Vô nha. Về vấn đề là chụp, nên chụp tự động, nên chụp bán tự động hay là nên chụp tự tùy chỉnh M 100%, thì bạn nên chọn cái nào trong ba cái này. Thì mình nghĩ đây là một cái vấn đề nó gọi là nhiếp ảnh căn bản thôi. Mình đã có làm những cái video về nhiếp ảnh căn bản, về cái cách mà bạn tùy chỉnh ba thông số này như thế nào. Không phải chỉ đơn giản là ba thông số này có nghĩa gì nha, mà là ba cái thông số này tùy chỉnh như thế nào, và chúng ta sẽ tùy chỉnh nó trên máy ảnh Fuji Film như thế nào ở trong những cái video của cái series nhiếp ảnh căn bản ấy. Và có cả cái video về việc là M và bù trừ EV các kiểu luôn. Nhưng mà vẫn có rất là nhiều bạn mới bắt đầu chơi và đặt câu hỏi này cho bên YouTube cũng như là qua bên group hỏi. Mình nghĩ là mình sẽ một lần nữa nhắc lại cái chủ đề này một cách nó đi theo một cái hướng tiếp cận khác. Nếu như các bạn mới bắt đầu chơi máy ảnh thì các bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những cái thuật ngữ như là ưu tiên tốc độ, ưu tiên khẩu độ, hay là AV, TV, hay là B, rồi M gì đó trên mạng. Rất là nhiều những cái thông tin, những cái bài viết, cái cộng đồng nhiếp ảnh người ta đã chia sẻ cho những người dùng máy ảnh căn bản. Nhưng mà các bạn có biết rằng đó là cái Fujifilm, khi mà Fujifilm nó ra mắt á, cái cách thiết kế của máy ảnh Fujifilm á, nó làm cho cái việc mà một người dùng mới chơi chuyển qua Fuji mà chưa hề hiểu về căn bản á, thì họ gặp khá nhiều khó khăn. Hiện tại các hãng máy ảnh, các thương hiệu máy ảnh khác thì mình nghĩ là họ phần lớn đều đi theo cái cơ chế tiêu chuẩn ở trên cái máy ảnh. Cái vòng xoay tiêu chuẩn, cái vòng xoay chế độ của máy ảnh luôn luôn có tồn tại những cái chức năng là P, A, S và M ha. Và nếu như sử dụng máy hồi xưa thì nó sẽ là P, rồi TV, rồi AV, rồi M đó. Nhưng mà trên máy Fuji thì các bạn sẽ rất là khó kiếm thấy cái biểu tượng này. Các biểu tượng này của Fuji nó chỉ xuất hiện ở trên một số dòng máy nhất định thôi. Vì chúng ta dễ dàng nhận thấy nó có ở trên XT200, Việt A7 ha. Ok, máy entry thì phải dành cho người dùng mà dễ hiểu nhất. Sau đó chúng ta có con XS10. XS10 là một cái máy Fuji đẻ ra để giúp cho những người dùng chuyển từ hãng khác qua sử dụng máy Fuji dễ dàng hơn ha. Thì nó cũng là lý do mà tại sao con S10 nó lại trang bị cái cơ chế BASM ở trên cái vòng chế độ của nó. Tiếp theo là dòng GPX mới, GPX 100m, GPX 50m Mark 2. Thì những con GPX này cũng nhằm cái mục đích là để cho mời những người dùng đang sử dụng full frame của những hãng khác qua sử dụng, cho nên cái việc mà nó phải bỏ cái cơ chế đó lên thì cũng dễ hiểu. Nhưng mà nếu như các bạn nhìn lại những cái con máy khác của Fuji, XT4, X-Pro3, XE4 hay là gì, XT30 hay là X100V, các bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy được những cái chức năng và BASM hay là BAV, TV, M. Các bạn sẽ không nhìn thấy những cái này đâu. Vậy thì có phải là không có hay là chỉnh không được không? Không phải. Nói một chút xíu về nhiếp ảnh căn bản thì chúng ta chắc chắn là phải biết rằng chụp ảnh nó chỉ đơn giản là ánh sáng thôi, đúng không? Và ba thông số trên máy ảnh sẽ giúp chúng ta kiểm soát được ánh sáng, đó chính là tốc độ, khẩu độ và ISO. Ba cái: tốc độ, khẩu độ, ISO. Rồi, bạn sẽ tùy chỉnh ba cái này lên xuống thế nào đó đó, để chỉnh cái kiểu của bạn để phục vụ được, chụp được tấm hình. Bạn chụp tấm hình sẽ có rất nhiều môi trường, có khi bạn chụp trong môi trường giữa trưa trời nắng, có những lúc bạn chụp trong môi trường là ánh sáng dịu, ánh sáng vàng, có những lúc bạn chụp trong điều kiện trời tối trong phòng. Thì với mỗi cái điều kiện như vậy, bạn phải tùy chỉnh ba thông số này khác nhau. Và tốc, khẩu, ISO, cả ba thông số này bạn sẽ tùy chỉnh nó lên xuống. Còn nếu như bạn có tiền thì bạn chỉnh được nhiều hơn. Mình ví dụ, bạn có tiền bạn mua cái ống kính khẩu lớn thì bạn có thể là phải chỉnh được từ khẩu 1.2 cho tới khẩu 22 không. Nhưng mà nếu như bạn không có tiền, bạn chỉ mua được một cái ống kính khẩu 2 thôi thì bạn chỉnh được ít hơn. Bạn có tiền bạn mua cái body xịn hơn thì ISO của nó bạn được chỉnh cao hơn. Thí dụ là bạn có thể chỉnh tới 6400 mà không noise. Nhưng mà nếu như bạn sử dụng những cái máy entry thôi thì bạn không dám chỉnh tới ISO 6400 đó. Nhưng mà về cơ bản là bạn chỉnh ba thông số này là bạn chỉnh được ánh sáng của tấm hình, đúng không? Nhưng
Có phải lúc nào mình cũng phải đi chỉnh cả ba cái thông số này không? Về mỗi lần mình di chuyển, mình thay đổi bối cảnh là mình phải ngồi mình chỉnh lại từ đầu sao? Điều đó quá mệt mỏi và nó quá mất thời gian đúng không? Cho nên á là người ta mới đẻ ra những cái chức năng tự động. Chúng ta bắt đầu M là chức năng chúng ta sẽ tùy chỉnh cả ba cái, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ tới chức năng AV hay gọi là A, nó gọi là chức năng ưu tiên khẩu độ. Có nghĩa là tôi chỉ ưu tiên khẩu độ thôi, tôi chỉ chỉnh khẩu, những cái khác tôi không quan tâm. Rồi, tốc độ auto, ok. Rồi, tiếp theo chế độ TV hay gọi là chế độ S, có nghĩa là chế độ ưu tiên tốc độ. Thì nó là gì? Tôi chỉ quan tâm tốc, tôi không quan tâm những cái thứ khác. Vậy thì cái máy mình chỉ chỉnh tốc thôi, còn khẩu độ cho nó auto. Rồi, còn B là gì? B là tôi không quan tâm, nó sáng là được. Vậy thì không chỉnh gì hết ha, chỉ chỉnh ISO thôi. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có M là chúng ta phải chỉnh cả ba, AV, TV thì chúng ta sẽ chỉnh một hoặc hai ha. Rồi P là chúng ta chỉ chỉnh một mà thôi. Rồi tùy vào bạn, tùy vào bối cảnh bạn mà bạn chọn cái chức năng nào phù hợp cho mình. Nhưng mà như vậy thì ứng dụng trên máy ảnh Fujifilm như thế nào ha, dễ hiểu mà đúng không? Ví dụ như bây giờ AV là ưu tiên khẩu độ, là chỉnh khẩu đúng không? Vậy thì khẩu độ mình cứ chỉnh bất kỳ con số nào mình muốn. Vậy thì khi mà mình ưu tiên khẩu độ, có nghĩa là mình tốc về A, tốc độ auto đúng không? Thì bạn quay tốc về A, nó là chế độ A, xong. Còn nếu như bạn để ở chế độ, bạn muốn sử dụng máy ở chế độ ưu tiên tốc độ, có nghĩa là chỉnh tốc, không chỉnh khẩu, thì quay khẩu về A, thế là xong đúng không? Chỉ là máy ảnh Fuji nó buộc bạn phải nghĩ thêm một cái step nữa. Thay vì cái kia bạn muốn chụp TV, bạn quay về TV, có nghĩa là cái dòng này chỉ để chỉnh tốc rồi vậy thôi. Nhưng mà ở máy ảnh Fuji thì bạn phải nghĩ thêm bước nữa. Ok, chỉnh tốc có nghĩa là khẩu auto thì quay khẩu về auto, còn máy là chỉnh khẩu thì tốc quay về auto thì quay về auto thôi. Trên máy nó có hết chức năng đó, mình chỉ quay một cái thôi là xong, nó chỉ tốn thêm một bước thôi mà. Nếu như bạn thực sự hiểu về như bạn căn bản thì mình nghĩ cái này không phải là cái chuyện khó khăn đối với bạn. Bây giờ đi chụp hình á, mà mình giơ máy lên à, mà mình chỉ còn chỉnh đúng một thông số thôi, là khẩu độ. Trong trường hợp này ha, là khẩu độ, mình chỉ chỉnh khẩu thôi. Tốc độ và ISO, cái máy nó lo giùm mình. Vậy không phải là quá sướng hay sao, đúng không? Hồi xưa chúng ta sử dụng những cái thế hệ máy ảnh cũ, máy cơ, máy phim này nọ, nó không có những chức năng này. Chúng ta buộc phải ngồi chỉnh cả ba thứ. Thì các bạn tưởng tượng nè, mình đi tới một cái bối cảnh, bắt đầu mình suy nghĩ, bây giờ mình muốn xóa phông. Cái mình xóa phông, cái bắt đầu mình mở khẩu. Mở khẩu xong cái bắt đầu mình thấy ISO mở khẩu ra ánh sáng sáng quá, cái mình lại giảm ISO, xong cái mình tăng tốc để cho ánh sáng nó cân bằng đúng không? Chụp đường tắm xong cái mình đổi qua, mình ra ngoài trời, cái đầu mình chụp ba người, cái mình buộc phải khép khẩu lại để cho cái đốp nó dày lên để cho nhiều người vô khung hình, cái mình khép khẩu. Mình khép khẩu xong cái mình lại bị ảnh hưởng là khép khẩu cái ánh sáng nó tối đi so với hồi nãy, cái mình lại phải tăng ISO lên, mình lại phải giảm tốc xuống. Mỗi một cái lần mà mình đi một cái bối cảnh khác nhau, hoặc là mỗi một lần mình chụp một cái chủ thể khác nhau, cái mình phải ngồi mình chỉnh lại cả ba thông số này từ đầu, nó quá mệt. Tại sao chúng ta phải cố gắng làm điều đó khi mà cái máy ảnh nó đã cho phép chúng ta thực hiện cái việc đó một cách thông minh hơn? Đó là mình chỉ cần chỉnh một thông số hoặc hai thông số thôi, cái máy nó lo phần còn lại cho mình. Mình ví dụ nha, mình hay dùng AV hoặc là A, nó gọi là ưu tiên khẩu độ. Thì như cái phần mà hồi nãy mình chia sẻ đi, thì khi mình sử dụng ưu tiên khẩu độ có nghĩa là mình quay tốc độ nó về A, thấy không? Tốc độ mình quay về A. Còn ISO mình set về A luôn. Rồi, nếu như các bạn mà đã từng xem cái video về chế độ auto ISO của Fuji ở trong những cái video trước của mình á, các bạn xem về cái đó đi nha, cái đó cũng rất là hay luôn. Thì như vậy thì bây giờ mình đã set được tốc độ là auto, khẩu ISO là auto rồi, bây giờ mình chỉ có chỉnh đúng khẩu độ thôi. Thì bây giờ mình chụp hình nó rất cực kỳ nhàn, mình chỉ cần chỉnh đúng một cái dòng này là xong. Bây giờ nếu mà mình muốn đốp dày, mình muốn giảm bớt ánh sáng thì mình khép khẩu lại, còn không mà mình muốn xóa phông thì mình mở khẩu ra. Cái việc đó nó chỉ còn quy về đúng một cái dòng xoay này thôi, thì sướng hơn rất là nhiều. Cái máy nó lo cho mình hết, và tất cả tấm hình của mình chụp ra đều ổn định đúng sáng như nhau hết. Mình bước vô một cái môi trường tối thì cái máy nó tự động giảm tốc, nó tăng ISO lên cho mình. Còn nếu mình bước vô một môi trường sáng thì tự động máy nó tăng tốc lên, nó đạp ISO xuống để cho hình nó tối đi cho mình. Mình chỉ cần chỉnh khẩu độ thêm một tí xíu nữa thôi, mình chỉnh con thứ một à.
so với cái việc mà ngày xưa mình phải chỉnh cả ba thì nó dễ dàng rất là nhiều, đúng không? Nói đi nói lại cũng chỉ muốn nói với các bạn rằng những chức năng tự động này nó không có gì là xấu hết trơn, nó giúp cho mình thực hiện được nhanh hơn và tốt hơn cho mình, đúng không? Tuy nhiên á, nếu như bạn là một người mới bắt đầu mà bạn muốn mà kiểu như kiểm soát ánh sáng này nọ một cách nó từ từ và tốt hơn á, thì thoải mái, bạn hãy sử dụng chế độ M, có nghĩa là bạn chỉnh cả ba thông số, mỗi lần bạn di chuyển là bạn phải chỉnh. Cái việc này nó sẽ giúp cho bạn từ từ bạn nhớ những cái thông số đó vô đầu của bạn và bạn sẽ vận dụng nó nhanh hơn. Rồi đến một lúc nào đó mà bạn cảm thấy là bạn muốn xài ô tô thì ok, bạn cứ chuyển qua ô tô. Nó đâu có một cái quy chuẩn nào, cái nào là đúng, cái nào là sai, hay là cái nào mới là chuyên nghiệp, cái nào mới là không chuyên nghiệp đâu. Đúng không? Cho nên thoải mái đi em. Và đó cũng là tất cả những cái nội dung mà hôm nay em muốn chia sẻ với các bạn. Cái nội dung này nó khá là cơ bản đi, nó chỉ là cái việc mà giải thích cho các bạn là nên chụp ô tô hay là nên chụp tự động, nên chụp ô tô hay nên chụp thủ công, chức năng AVTV setting trên máy Fuji Film như thế nào. Nhưng mà mình hy vọng rằng là các bạn khi xem xong cái video này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái máy ảnh của mình. Tất cả nó cũng chỉ xoay quanh cái việc là chỉnh tốc độ, khẩu độ, ISO thôi. Bạn muốn tự chỉnh hay là bạn muốn để máy chỉnh, hay là bạn muốn chỉnh một phần, máy chỉnh phần còn lại, nó nói chung là cái nào tiện hơn cho mình, cái nào dễ hơn cho mình thì mình làm thôi, không có gì khó chưa ha. Và các bạn dễ dàng hiểu hơn là cái cách mà để setting ở trên máy Fuji như thế nào đối với các bạn mà ở bên hãng khác qua mà cảm thấy nó còn hơi bối rối khúc này. Đó là kết thúc của video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho channel. Nhớ subscribe, nhớ like và chia sẻ video của Fujifilm cho nhiều anh em sử dụng Fuji hơn, cho nhiều người biết về cái cộng đồng của mình. Xin lỗi các bạn bởi vì một tháng rồi mới ra clip ha. Vừa rồi đó là thời điểm cuối năm, cuối quý của một số công ty nước ngoài, công ty của mình nó cũng không ngoại lệ, cho nên là mình đã phải dành rất là nhiều thời gian để lo những cái vấn đề về số má giấy tờ của công ty và cũng bận. Các bạn, nếu các bạn để ý cái giọng mình đó, thì các bạn cũng sẽ nhận ra là mình đã bị Covid lần thứ hai ha. Không có bất tử đâu, bạn bị lần một là không có bất tử đâu, mình bị lần thứ hai rồi, cho nên bây giờ rất là mệt, hụt hơi luôn nè. Nhưng thôi đó, gọi là kiểu như biện minh một tí cho cái sự ra video trễ của mình thôi, nhưng mà vẫn cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ cho channel và vẫn xem video của mình thường xuyên. Mình hứa là mình sẽ cố gắng làm video nhiều nhất có thể ủng hộ cho cộng đồng, bởi vì đó là cái mà mình nhắm tới khi mình thực hiện cái channel này. Và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau sớm.